bên TikTok nhằm đồng với quân Nguyên. Toàn huấn luyện viên thôi. Nói chung là anh sang với nhiều kiểu người ta, một cái thời huy hoàng người ta rồi, người ta nối tiếp lại, nhưng mà chính như thế thì sau này server mình nó đông. Ông mới xem đang chuẩn bị thành idol top top đây. Có 7.000 follow idol gì anh phải được 10.000 thì em mới gọi là chứ dần dần chứ cái nó mới thì làm sao rồi chỉ một phát là ăn ngay bình tĩnh. Em cũng đang bảo cố gắng lên tầm 10.000 thôi đầu em. Tập cả mấy đâu. Chào mừng quý vị và các bạn đã ngay lập tức quay trở lại với Võ Hai Huyền Thoại. Hôm nay thì mình đổi gió một tí, mình chơi dương cung xong tí nữa mình build nick ngay bên đàn sau nhá. Gói này như kiểu mới phái cái băng quyền băng kiếp build vào chơi được. Bên mình vẫn còn gói hỗ trợ cho các bạn nha. Các bạn nào cần gói hỗ trợ thì có thể inbox cho bọn mình. Các bạn có thể inbox vào fanpage để mua gói hỗ trợ các bạn nhá. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn ngay lập tức quay trở lại với Võ Mai Huyền Thoại. Vừa nãy mình livestream nhá hàng cái thôi. Để mình live Limo TV phát lên nhỉ. Không biết có gánh được không nhưng mà thôi kệ, cứ lên thử xem. Limo TV mà lên được thì hôm nay vui đấy. Hôm nay mình hơi ốm một tí rồi. Limo TV live bao nhiêu đấy? Limo TV chạy cong đít luôn. Mình live trên cả TikTok cả Limo TV. Để mình setting Limo này. Vậy là mình sẽ like cả Limo TV luôn, tức là mình sẽ chạy 3 nền tảng song song với nhau luôn. Vâng, xin chào tất cả quý vị các bạn. Không biết là nó có bị like hay không, nhưng mà thôi kệ. Anh Sự vào chơi anh Sự ơi. Chào anh em nhá, xin chào anh em. Anh em vào bấm giúp mình một like, một tương tác các bạn nhá. Hôm nay thì mình chạy hơi nhiều nền tảng một tí. Chào các bạn bên Limo, chào các bạn bên TikTok, chào các bạn bên Facebook. Chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay là Vinh gánh còng lưng. Có người búp cho mình chưa anh? Có người búp cho mình chưa? Em bật livestream lên. À để em bảo bạn Phương, em bảo Phương, biết Phương về chưa? Em bảo Phương, Phương ơi về chưa? Hello, xin chào anh em, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào bạn Minh, chào bạn Chí Tín 95. Chào bạn Đỗ Hoài Nam. Tối nay xem live mới vui, đúng là tối nay sẽ có băng hội tinh anh các bạn nhá. Nay thì mình sẽ cầm dương ra cung. Đây là set trang bị tăng kiếm, nón tướng quân và một cái cung xuyên giáp. Này thế, nướng 50 triệu à? Đéo 50 triệu cơ, nướng tôi có 3 triệu tháng thôi. Xin chào các bạn bên kênh Limo TV. Xin chào anh em và chúc các bạn xem livestream vui vẻ nhá. Các bạn có thể truy cập zik2huyền thoại.com. Vâng, bên Limo thì cũng đã có người xem rồi. Bình thường hôm nay được bắn ké idol Vinh thôi, đéo phải idol đâu các bạn ạ. Tôi là người bình thường thôi, các bạn đừng bảo tôi là idol. Ngày nó xa xôi lắm. Chúng ta chào bạn Khanh Nguyễn. Mình chơi bên máy chủ Hợp Long bạn nhá. Các bạn có thể truy cập vào trang chủ zik2huyền thoại.com. Hello mọi người, chúc mọi người xem livestream vui vẻ nhá. Báo danh chưa anh? Hello, xin chào anh em trên TikTok nào. Xin chào anh em Facebook. Sáng nay chúng ta có một lượng người xem trên TikTok rất là khủng. Hơn 1.000 người. Quá khiếp. Phát sáng vũ khí. Các bạn bấm F nhá. Đây là cái cung tử quang sư môn 3. Và một tịch môn phái 10 thành. À thì báo danh hack à? Nick của mình là tướng quân mà các bạn. Nick tướng quân thì nó sẽ có báo danh VIP. Mỗi lần báo danh mất 100 vàng cơ. Đấy. Tưởng mượn được ạc VIP khác. Ạc VIP khác thì hôm nay thì không có người búp. Đấy, thực sự các bạn là không tìm được người búp cho nên là hơi khó chịu một tí.
Anh nghĩ gì về Dương Cung Gió Nào? Ôi giời ơi, anh idol Gió Nào là mẹ một cái người mà tôi rất là kiểu thần tượng, các bạn hiểu không? Một cái người mà tôi rất là thần tượng, cho nên các ông cũng hỏi tôi về idol Gió Nào chắc chắn là tôi là thần tượng người ta rồi. Các bạn ạ. Ok, xin chào anh em, chúc các bạn xem livestream vui vẻ và các bạn có thể bấm giúp mình một like, một tương tác các bạn nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngoài ra thì để rồi, alo. Nay búp được không? Em cho bạn TH chu nớp bạn ấy búp cho mình được. 10 năm rồi không chơi lại. Ngay mình kiếm tôi có ngay mình kiếm xịn mà, nhưng mà đéo thấy ngay mình kiếm đâu, anh Sự vẫn đang đứng ngoài. Anh Vinh xạo kè ghê, anh có xạo cái gì đâu em. Xin chào các bạn, vâng, xin chào các bạn trên Limo TV và xin chào các bạn bên TikTok của Thành Vinh. Chào anh em và chúc các bạn xem livestream vui vẻ nhá. Tôi đang thấy là có khá nhiều bạn đang xem rồi. Chào idol Toàn nhá. Bây giờ Nga mới kiếm chắc phải lên tướng mới đi búp được anh ạ. Chứ tình hình này liều căng lắm vậy thôi. Trên màn hình nó là nguyên soái IO1. Các bạn có thấy điều đẹp dài không? Tức là hai anh em y nhau luôn không? Đều cộng 7, mỗi tội người ta cưỡi voi. Anh xưa ấy mình cũng có voi nhỉ? Mình có voi cơ mà. Tôi cũng có voi cơ mà. Anh ngon cưỡi nốt buổi chiều hôm nay thôi. Mai mình lên à? Hay là con Dương Thương lên? Tối Dương Thương lên. Này, tôi cũng có voi không nha, tôi cũng có voi. Vinh nghĩ sao về thiếu trưởng Tranh Bách? Anh Tranh Bách là những cái đời gọi là Tranh Bách sinh năm bằng tuổi tôi sao ấy? Thật con Dương cùng người bắn đầu mà em ơi, mẹ nó đã cộng 7 là tốc nó còn cao, nó còn đeo đồ tàng kiếm mà đồ nó còn sát thương cao nữa chứ, khó chịu lắm. Tôi này, tôi xin lỗi không, tôi cũng có voi nhá. Này, tôi cũng có voi không, hiểu không? Đừng có đùa. Hello anh em nhá. Tôi có voi nhưng mà tôi không cưỡi được. 250.000 điểm công trạng. Không. Cái này nguyên soái mới cưỡi được. Mình là tướng thì không cưỡi được. Anh Oan có voi thì tôi cũng có voi cơ anh Oan ạ. Này. Em cũng có voi nhá. Đừng có đùa. Anh em hiểu không? Mino hỏi mình cái gì nhỉ? Mino hỏi mình cái gì nhỉ? Anh ơi làm à? À bạn ơi. Bạn có thể nhắn tin về fanpage để lạp nhá. Bạn nhắn tin về fanpage Vo 52 huyền thoại 2008. Mình đang livestream trên trực tiếp trên này. À vậy hắn kém tụi mình đúng không? Bình thường nhưng mà kỹ năng của hắn cao ấy, hắn nổi danh bên kia. Ok anh ơi. Ôi ôi, cảm ơn donate đến từ bạn. Ôi giời ơi, bạn bạn John, bạn U98 nhá, cảm ơn bạn nhá. 8 cái TikTok luôn. Sáng nay mình được đốn lên 600 kim cương các bạn ạ. Ui ôi, chắc cho được khoảng 3 đô. Ui anh sắp lên 88 rồi ạ. Phải cút. Anh sắp lên 88 rồi ạ. Kinh vậy. Vậy là ông Tranh Bích còn kém tôi 1 tuổi mà. Ông Tranh Bích kém tôi 1 tuổi. Chào anh em trên Limo TV. Chào các bạn trên Facebook. Chào các bạn trên Top Top. Giận nghỉ xem rồi chim không, đừng có thế, nghỉ xem làm sao được, tối nay còn bang hội tiếng Anh cơ mà. Chết rồi, các idol ơi, các mod ơi. Các bạn muốn một gói hỗ trợ đến cấp 85 thì vui lòng inbox về fanpage Vo 52 huyền thoại 2008 để xem được, còn tí nữa mình sẽ build một cái nick Amidan cho bạn xem nhá. Chiều nay thì mình hứa là mình làm Amidan rồi. Anh vào chưa? Chết rồi, em đéo có bút bên này. Để em gạ năm công phiến búp búp tớ với em, gạ năm công phiến búp cho em, nhớ quay búp cho em này. Khó thế anh ơi. Khó thế này thì chết em thôi. Rồi ta lên bên vòng 2 nhá. À Dương cung này bao nhiêu mình xúc anh Sữa ơi, à, bao nhiêu tiền bán kìa Sữa ơi, à, đánh bán bao nhiêu tiền? Tiền đâu mà. À này có thiếu tiền đâu mà. Ngay chưa? Câu ngay chưa? Này bọn nó đánh chiến trường anh ạ.
chơi vì đam mê chứ thích chơi chứ đã bán. Bán thì không mua để bán được luôn. Đúng rồi, chơi vì đam mê không cần tiền, các anh hiểu không? Thì nhà tìm em xem đấy, anh em đi build ác thôi. 5 triệu làm sao mà mua được, 5 triệu không một cái cung này không ạ? Bọn Tống cho nó không đánh buổi chiều rồi. Không đánh đâu, treo mà làm đâu. Người đại vào một, không đánh đâu. Tình em đi build nick thôi. Em bắn cho đủ KPI của anh thôi. Hạc này chắc tầm 30 triệu á, 30 triệu thì các bạn mua được cái gì nhỉ? Mình nghĩ chắc là mua được một cái gì đấy đấy. Chiều bọn này nó không đánh rồi. Chờ nó không đánh đâu, như là Duac ấy, đẩy ra, ô anh đánh đủ ra thôi. Em Duac đây. Build ngay mấy đàn đấy không ơi. 40 triệu à, 40 triệu mua con này hơi khó đấy. 40 triệu mua set tăng tiếng quanh sự. Set 7 mà, nó có phải set 6 đâu. 40 triệu không bán đâu. Em vào cho anh đánh nhá. Ok. Ok, mình đổi nick các bạn ạ. Mình đổi nick. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ đi build một cái nick Ngami đàn để chúng ta đi đánh nhau. Kệ mẹ các ông ấy, không đánh thì thôi. Tôi đi build Ngami đàn tôi đánh. Ủa. Địt mẹ rơi mất mẹ 100 vàng rồi. Vẫn luôn. Ok và bây giờ thì mình sẽ build một cái nick Ngami đàn các bạn nhá. Facebook xem được không vậy? Facebook các bạn có xem được không? Facebook các bạn vẫn xem đông mà. Ok bây giờ mình sẽ build một cái nick Ngami đàn nhá. Mới toanh luôn. Và bên mình đang có gói hỗ trợ để lên 85. Đấy thì các bạn muốn mua thì có thể liên hệ đến fanpage Vodamai huyền thoại 2008 hoặc là có thể truy cập vào trang TikTok cá nhân của mình để tìm ra link tải game các bạn nhá. 45 triệu không mua đâu, tại nick đấy nó giá trị mà. Các bạn tải game ở zkhuyenthoại.com nhá. Bây giờ mình sẽ build một cái nick mới, đó là hệ phái Ngami đàn như chiều nay mình đã hứa đúng không ạ? Thì đầu tiên thì các bạn bấm vào quả tuần thủ để các bạn lên cấp nhá. Mình sẽ gia nhập hệ phái Ngami và Ngami cầm. Đồng ý đấy. Xong các bạn đăng nhập lại giúp mình nhé. Đấy. Các bạn là ông kia ông đánh thì thôi để mình cho mình build nick mới mình vào mình đánh luôn cho nó vui. Ok, sau đó mà các bạn đã có Ngami đàn rồi. Mình đã các bạn đã lên cấp 70 rồi. Cấp 70 rồi. Xin chào các bạn bên kênh Limo TV. Xin chào các bạn bên kênh TikTok. Auto mình vẫn đang sử dụng bình thường này các bạn này. Các bạn sẽ nhận được một bộ trang bị tăng kiếm 7x cộng 5. Đây. Nhân cấp 70 các bạn chỉ cần tải game về phát là các bạn đã lên 70 rồi. Đấy. Nào đam mê Ngami đàn giống mình không? Chứ mình là một fan Ngami đàn. Hello các bạn. Cái gì đây? Hello các bạn nhá. Bây giờ mình tiếp tục mình build con Ngami đàn này. Tải auto ở trang chủ luôn. Trang chủ của set auto có luôn các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ thần hành về bịt kinh mình làm việc cho nó dễ các bạn nhá. Các bạn bấm vào thần hành, các bạn chọn di chuyển bằng thần hành. Xong các bạn bấm vào khu vực bịt kinh, các bạn bấm chuột phải. 50 triệu không mua nick đấy. Nick đấy anh chủ bảo anh có thiếu tiền đâu. Anh vừa bảo anh sữa ơi. Anh đi mất mẹ rồi. Anh sữa anh đi mất mẹ rồi. Nói chung là anh chủ ạt nói thật với các bạn luôn ấy là không phải là mình khen anh đâu, nhưng mà anh thực sự là anh cũng có kinh tế rồi. Mình bảo là anh đi chơi thì anh bán thì anh không bán đâu. Mình sẽ làm một con Ngami đàn mình đi tống kim anh em xem nhá. Xin chào 300 bạn đang xem. Xin 500 nhạc đi idol á. Xin chào bạn Hùng. Chào bạn Tiến. Bây giờ mình sẽ mở gói quà trị giá 699k các bạn nhá. Rồi các bạn bấm đồng ý giúp mình.
thì các bạn sẽ nhận được một bộ trang bị sư môn 3, đấy, 3-4 món và một bộ trang bị tử quang, 3 món, 1.000 bánh và 1.000 cuốc và 300 quân công lệnh. Một con thú cưỡi này thì nó là ấy rồi, không nói gì. Bây giờ thì các bạn sẽ ăn 1.000 cái bánh này trước để lên cấp 82. Đây. Một cái chắc là nó random kinh nghiệm các bạn ạ. Các bạn sẽ nhận một set trái cây nữa. Server mình đang live các bạn ơi. Server này đang hoạt động. Nhưng mà đang có gói hỗ trợ mời cho các bạn vào sau. Thì ngay bây giờ đi support là chính, đúng rồi. Mình sẽ lên cấp luôn nha các bạn nhé. Các bạn tăng luôn giúp mình để tránh nó bị ấy cấp. Tăng cấp luôn các bạn ơi. Không om nhá, tăng cấp luôn. Không nó bị om kinh nghiệm. Gói quà thì các bạn vào game nhá. Các bạn nhắn tin lên fanpage Võ 52 Huyền Thoại 2008 hoặc là có thể truy cập vào trang TikTok cá nhân của mình, nó sẽ có các bạn nhá. Xin chào các bạn trên Limo TV, xin chào các bạn trên Facebook, xin chào các bạn. Làm X-Dam Ngay Bị Đàn là được, thích X-Dam Ngay Bị Đàn, anh X-Dam cho mà xem. Nhưng mà anh nói thật là X-Dam ngu lắm. Lên được cấp 81 rồi. Ok, sau đó thì các bạn sẽ ăn cho mình hết cái đống nhân sâm này. Một cái nhân sâm sẽ là 2 triệu kinh nghiệm. Đằng đấy 50 triệu không mua được. Thật, mình nói thật. Anh sự anh thủ dạng là 50 triệu thì mình biết là bạn muốn mua, nhưng mà để mình kiếm cho bạn một cái hàng khác tương tự như vậy được không? Nếu bạn thì bạn nhắn vào TikTok của mình nhé, hoặc là nhắn Facebook cá nhân của mình để mình bảo bạn bảo anh sự nhá. Mình kiếm một cái hàng như vậy, một cái nhân sâm là 2 triệu kinh nghiệm các bạn nhá. Cảm ơn bạn review cuộc đời đã chia sẻ livestream của mình. Chào bạn Lê Trần Anh Châu. Hello các bạn. Các bạn bấm vào màn hình giúp mình một like được không ạ? Các bạn bấm vào màn hình giúp mình một like được không ạ? Có hỗ trợ tân thủ không? Có bạn ơi. Chưa nhận mắc ba tỏi kinh nghiệm. Các bạn bấm vào cẩm năng lại sự kiện sau khi các bạn ăn xong bánh trung thu nhá, quên đấy. Các bạn bấm vào kiểm tra nhận thưởng sự kiện lần này. Các bạn bấm vào nhận max là các bạn sẽ nhận được thêm 200 cục côn công lệnh này và 3 kinh nghiệm châu, tức là 3 tỷ kinh nghiệm nữa. Các bạn bấm 1 này. Đấy, lên cấp 82 này. 2 này. 3 này. 95% luôn. Bây giờ các bạn ăn tiếp cho mình là nên các bạn lên 83 này. Đấy. Lên 83 luôn này. Đấy. Line Limo ở kênh Limo TV Sẹt Vinh vui vẻ nhá. Bản 2008 đúng rồi em ơi, bản 2008 nhá mọi người. Mình like trên TikTok là A Còng Vinh Vui Vẻ. Kênh Facebook là fanpage Võ Đam Mai Huyền Thoại 2008 mọi người nhá. Có đồ mà em, có đồ này. Trái cây này, nhân sâm vạn năm này. Đấy. Không, bây giờ mình sẽ tiếp tục này, mình gần lên 84 rồi đấy các bạn ạ. Mình kết dương cung. Dương cung này thì mình nghĩ là với giá đó thì hơi khó lấy đấy. Bạn QNVN2 ạ. Mình nói thật. Tiếp tục này. Chúng ta đã có một con ngai bị đánh cấp 83 rồi. Và bây giờ làm gì nữa ạ? Các bạn sẽ... Vừa rồi các bạn đã nhận được một bộ sư môn 3 đúng không? Các bạn có thể đeo lên cũng được. Là các bạn đeo lên này. Đấy, chúng ta đã có một bộ sư môn 3 rất là ngon rồi. Các bạn có thể mở dương tử quang ra là lấy một cái bộ tử quang linh hoạt của nó nữa. Nội công linh hoạt các bạn nhá. Linh hoạt này. Đấy, một cái nón tử quang linh hoạt này. Tiếp tục này. Một cái áo tử quang linh hoạt này. Các bạn lấy chiến bào thì các bạn lấy nội công linh hoạt nhá. Đấy. Và cái quần thì các bạn cũng lấy cho mình là linh hoạt. Rồi, 3 món. Ngay bây giờ thì thường thường người ta sẽ dùng đồ sư môn 3 hơn. Đấy. Linh hoạt tăng 20. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái áo sư môn 3 của ngay bây giờ cũng được. Nội phòng tăng 100. Đeo set sư môn 3 luôn. Với cây đàn sư môn 3 luôn. Đấy là các bạn đã có một cây đàn rồi. Đấy. Ok chưa mọi người? Đâu cái này test đâu. Gói một gói mới mà Hoài Thanh ơi. Trời ơi ông hỏi tôi kiểu này chết ông Hoài Thanh ơi. 699k bạn Tuấn Trần ạ.
rất nhanh và gọn. Đây là hai set đồ, các bạn được hẳn 3 set đồ luôn nhá. Các bạn tạo nick và các bạn được 3 set đồ luôn. Ok chưa? Ok nhá, 3 set đồ cộng sẵn luôn. Tiếp tục này. Các bạn ăn cái đấy xong rồi đúng không? Bây giờ các bạn sẽ cưỡi ngựa lên. Cưỡi con ngựa lên. Có đàn rồi. Bây giờ các bạn đã nhận được này. 7k danh vọng, 6k sư môn luôn nhá. Các bạn nga với đàn thì theo các bạn chúng ta nên cộng cái gì? Cộng tiềm năng như nào nhỉ? Bây giờ mình sẽ đi lộp trái cây về Tuyền Châu. Em đàn anh đá luôn. Đấy. Các bạn cho mình hỏi là nga với đàn thì chúng ta sẽ chơi kiểu gì nhỉ? Chào các bạn trên Limo. Gân cốt linh hoạt à? Hello các bạn, xin chào các bạn. Build một con nga với đàn nhá. Bạn nào cần hỗ trợ gì có thể comment lên các mod nhà mình sẽ giải quyết đáp cho các bạn. Chào bạn Văn Phước. Các bạn nhắn tin về Facebook cá nhân của mình, trong TikTok cá nhân của mình có link nhá. Mình sẽ cộng mắc linh hoạt đúng không? Mua gói 699k là bạn như mình này. Bạn lên một phát 83 xong bạn đi đào sân là bạn lên 85 luôn. Rồi cộng mắc linh hoạt gần cốt à? Linh hoạt gần cốt, ok ok. Không cần thân pháp đúng không? Ok. Rồi mình đã có 7k máu nhá. Và ôi chết, cộng mẹ lỗi công rồi. Ngu mẹ rồi. Đề cảm ơn. Lại phải tẩy lại các bạn. Cộng mẹ lỗi công rồi. Ôi vai. Ôi cộng mẹ lỗi công rồi. Đi. Cây tiếc nhở. Cộng mẹ lỗi công rồi. Lại phải tẩy lại thôi. Thế không quen đưa vào vác là chết, chứ đâu còn gì nữa à. Mình sẽ vào thân gân cốt cơ mà. Rồi, 10k máu, ok ok ok. Ok ok. Cộng nhầm. Kìa, các ông cứ làm cho tôi gà lắm ấy. Rồi, chúng ta đi lộp trái cây nhá. Chúng ta đã có một ít trái cây ở trên màn hình rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ lộp full set trái cây luôn nhá. Các bạn đến NPC đường Minh Thành ở Tuyền Châu. Đấy. Cộng nhầm. Các bạn sẽ ấy, tôi admin tôi chẳng biết cách chơi đúng không anh em? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục này. Măng cụt này. Bưởi này. Dâu này, xin chào các bạn trên Limo, các bạn trên Facebook, các bạn trên TikTok. Các bạn cứ lộp cho mình là các bạn lên được rất nhiều kinh nghiệm luôn, 50 triệu kinh nghiệm. Có nick thiếu quyền nào không á? Các bạn vào build nick luôn. Tại vì bây giờ có gói hỗ trợ mới rồi. Các bạn cứ thế mà làm thôi. Hơi mệt. Mình nghỉ tối nay mình làm bằng hội tiếng Anh nữa cơ. Đù đù này. Mãng cầu này. Khóm này. Lê này. Bòn bon này. Khế này. Rồi, sau đó các bạn hôm nay đại hiệp đã nộp đủ 20 loại trái cây rồi. Đợi mai rồi nộp tiếp nhé. Trái cây quá nhiều, chỗ ta chứa không hết. Sau đó các bạn nộp nhiều trái cây, các bạn sẽ nhận được 50 triệu kinh nghiệm cộng với 20 mảnh huyền thoại. Đấy. Vậy là chúng ta đã có một con ngai mi đàn rồi. Bây giờ thì chúng ta đi nằm dương. Chúng ta bỏ gọn đồ và chúng ta đi đào sâm nhá, để lên 85. Đồ ngon nhất hiện tại là đồ tướng quân và đồ tàng kiếm thôi, nhưng mình vừa livestream đấy. Rồi, hello mọi người. Mọi người có thể bấm vào màn hình giúp mình một like được không ạ? Mẹ mày thằng láo chó này. Nay mình không có link để tống liêu. Nay mình... Mình sẽ đi đàn với con thỏ để mình... đàn với con thỏ để mình lấy đuôi thỏ các bạn nhá. Các bạn lên fanpage để làm thẻ nhá. Mình sẽ đi nhặt đuôi thỏ để mình ấy. Các bạn biết ngay bây giờ cái chiêu nó như nào rồi đúng không? Đấy.
người thực. Rất nhiều đuôi thỏ đúng không các bạn? Thời các bạn có đánh thỏ đúng không? Các bạn có thấy kỷ niệm không? Bạn Văn Phước ơi, bạn vui lòng nhắn tin mà. Bạn ơi, tại vì bây giờ đang có 500-600 người đang xem và bạn PM mình hơi khó. Bạn có thể nhắn tin lên fanpage Võ 52 Huyền Thoại 2008, bạn lên Facebook bạn tìm giúp mình nhá. Mượn ác mới mà đàn xa phết đấy, đã có mặt tịch đâu. Cái đàn này á, đàn sư môn 3 các bạn ơi. Bạn nào muốn tải game thì có thể truy cập vào zk2huyenthoại.com nhá, hoặc là vào phần trang TikTok cá nhân của mình thì nó sẽ có link. Rồi bây giờ mình sẽ vứt bớt đồ vào đây nhá. Xét từ quang mình có thể dùng nhưng mà theo mình thấy thì mình không dùng. Tại vì ngay bây giờ nó cần summon 3 hơn, nó có thân pháp, gân cốt, nội công, các thứ nó nhiều lắm. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ đi đào sâm. Mình sẽ về đại lý, mình đào sâm, mình lấy mật tịch, mình luyện các bạn nhé. Ok, mình sẽ sang đại lý, mình sẽ đi đào sâm để cho lên cấp 85. Chiếp thì mẹ cái đội nó đào sâm một đồng thế, không biết. Đúng như mà. Click NPC này, cây sâm lâu năm này. Được này. Ok, mình sẽ đào sâm ở đây. Các bạn đào, các bạn sẽ nhận được rất là nhiều điểm kinh nghiệm. Hello các bạn. Một thời kỷ niệm tự lực cánh sinh hay nhất, phải không mọi người? Xét thiên nghĩa ngon mà giờ không có xét thiên nghĩa bạn ơi. Phiên bản này là 2.8. 2.8 nó sẽ không có thiên nghĩa đâu. Hai thiên nghĩa nó là 2.10 rồi. Đây là phiên bản cày cuốc nha các bạn nhé, chứ không còn là phiên bản thử nghiệm các bạn ơi. Đào là xâm lên 850 á. Xin chào bạn Trung Phạm có bạn nhé. Lên 85 thừa luôn đấy. Bạn ơi có bán không? Ở trên nhóm có bán rất là nhiều nick nhá. Và bạn nếu mà muốn build thì các bạn mua luôn gói hỗ trợ cho mình thì nó sẽ có sẵn nhiều thứ, nên là bạn sẽ không phải mua ác nữa mà bạn build một cái ác cho mình nó dễ chơi hơn. Với lại nó được sẵn trang bị và đồ đạc nữa. Mật tịch thì các bạn tự luyện được. Bản này có trên điện thoại thì hay biết mấy á bạn ơi, không hơi khó đấy. Hello mọi người, và mọi người chưa follow mình thì bấm follow giúp mình một cái nhá. Các bạn nào mà cần mua hỗ trợ mua nick này, rồi hỗ trợ mua gói hỗ trợ này thì có thể bấm vào trang TikTok cá nhân của mình. Và các bạn nào muốn ủng hộ mình nhiều hơn ý, tặng quà mình chán chê mà muốn ủng hộ mình nhiều hơn ý, thì các bạn có thể bấm vào giỏ hàng trên TikTok shop của mình. Các bạn có thể mua ủng hộ mình đôi giày này cũng được. Cảm ơn các bạn. TikTok shop mình có bán giày các bạn nhá. Cần mua nick 20 triệu à? À bạn LT0207 ơi, bạn nhắn tin vào Facebook cá nhân của mình nhá. Mình sẽ hỗ trợ tìm cho bạn những cái nick như thế. À, và ngoài ra thì bạn có thể bấm vào trang chủ tải game nhá, ở trong phần TikTok link ở trong cá nhân TikTok cá nhân của mình có nhá. Và các bạn nào chưa follow thì tặng cho mình xin một follow với. Đây là game võ đó. Mình đang đào sâm để mình lấy mặt tịch. Ai được quyền chiêm y rồi này. Được quyền chiêm y rồi này. Sắp lên 84 rồi này. Đào nhanh lắm các bạn ạ. Chỉ chơi pháp bạn ơi, mình nạp 6/9 rồi. À, bạn cứ làm theo livestream của mình thôi. Bạn mở gói ra xong bạn làm thôi. Game này tồn tại lâu chứ. Vinh đào bằng auto, auto click các bạn ơi. Các bạn mua, các bạn tải auto click trên set auto về thôi. Đào cái này các bạn mất cuốc nhá. Ôi được cái bất nhã này. Cái cuốc này này. Đây tôi dừng lại cho bạn xem. Tôi tắt auto. Đây nhá. Các bạn sẽ được cái cuốc. Các bạn sẽ nhận được 1.000 cái cuốc này. Nếu như các bạn mua gói hỗ trợ đấy. Xin các bạn. Ôi được một quyển 98 này. Một cái bất nhã này.
Ồ, cũng được nha. Chỗ này anh em đào đông lắm. Chỗ này anh em đào đông vãi lìn luôn. Đâu mà được 500 lần. Ủa, lâu sẽ được 500 lần. Bọn tôi làm 3 năm nay, các ông tự nhiên cậu bảo hay lắm. Đào tay lâu lắm. Mình chỉnh khoảng 1.000 mili giây. Mình chỉnh nó khoảng 1.000 đến 1.200 mili giây. Chả biết các bạn đào bao nhiêu, tôi toàn đào 1.200 mili giây thôi. Tôi chỉnh khoảng không, các bạn có thể chỉnh lên 1.400 mili giây cũng được. Các bạn ơi, phải đào xong mới lên cấp được, mới đi cấp cây được. Đào đấy đủ mới. Đương nhiên là mất quốc rồi. Đây là quân công lại. Sao lại cài auto 10 giây là như nào nhỉ? Sáng nay mình đào ầm sao đâu. Không tải được Shadow Game anh ạ. À, cái này bạn tải là có file gì ngay huyền thoại cơ chứ không phải là file Shadow Game đâu. Chào anh em nhá. Gói hỗ trợ mùa sao vậy bạn ơi? Bạn nhắn tin vào TikTok cá nhân của mình hoặc là bạn lên Võ Lâm 2. Bạn lên bạn lên trang Võ Lâm 2 huyền thoại 2008 để mua nhá. Tôi đào bình thường mà. Không, cái này nó vẫn lên kinh nghiệm mà, đéo phải mất hai quốc đâu. Chào. Chả liên quan gì cả. Chứ không cần nick tay đến 8 mùa mới xong. Cấp cấp nào các bạn cũng đào được nhá. Các bạn tạo đăng ký tài khoản trước xong các bạn vào các bạn mua gói 699k là các bạn chơi được nhá. Cái này là gói hỗ trợ người mới thôi, còn người cũ các bạn cày kệ các bạn thôi. Các bạn tạo nick từ bắt đầu ngày mùng 1 tháng 10 các bạn mới mua được gói này. Trước bạn là hơn 1 tỷ cơ à. Bây giờ bạn chỉ cần nạp 699k thôi là bạn đánh nhau được rồi. Không phải thưởng đâu em ạ, mà là em nhận được điểm danh vọng sư môn đấy. Được mà. Bấm mỏi cả tay đúng không? Sắp lên 84 rồi. Bom mìn thì mời bạn ra ngoài. Bom mới chả mìn. Mời bạn lượn. Thiếu. Anh để auto chạy cho nó nhanh. Mất thời gian của anh lắm, tốn hết view của anh. Như nhau cả thêm ơi. Như bạn nào bạn làm 1 tỷ bạn sẽ biết ngay đúng không? Như bạn nào làm 1 tỷ như bạn Minh Đoàn mà biết ngay. Có link tải các bạn ơi, link tải là các bạn bấm vào trang TikTok cá nhân của mình sẽ có link tải và link Facebook cá nhân của mình nhá.
Các bạn chỉ cần dán cái link Facebook cá nhân của mình lên URL là được. Một ngày xưa mình cũng một phục hổ đấy, ngày xưa mình chơi ngang bây giờ là phục hổ ấy, khéo mình lại chơi cùng nhau ấy. Mua lại ạc anh Vinh ha, 5 lít á, anh đéo bán đâu em ạ, lỗ. Ô, bên bên kia làm 1 tỷ là bình thường các bạn ạ, tôi nói thật. Ngày xưa cái đám đấy làm 1 tỷ là bình thường. Có điều là chơi mấy server này nó ít tiền thôi, chứ chơi bên đấy làm sao mà tiền mà đua nổi. Bạn Đức Phương ơi, bạn cần hỗ trợ gì nhở? Anh cho em làm tu, bạn lên bạn tải set auto về thôi, nên trang chủ set auto thôi. Ngày xưa mình chơi Thiên Long là 1 này, Phục Hổ là 2 này, Thiên Thiên Phụng là 3 này. Nói chung là cái thời Phục Hổ nó, cái server này nó kinh khủng lắm. Bạn này có Thiên Chi Tàng Kiếm bạn ạ. Trước thế chưa thấy Vinh chơi. Ơ tối nay mình lại build phái khác. Mình build phái khác cho nó đa dạng cho anh em xem. Ôi không được om cấp. Không nên om cấp. Tiếp tục bạn nhá. Lên 84 rồi. Này 84 rồi này. Tí lên 85 cho nó trâu. Cảm ơn anh em follow mình cả nhá. Chào anh em. Trước mình chơi server Y Long à. Hello bạn Phong. Mình đã trước Thiên Long lâu lắm rồi. Thiên Long tôi chả nhớ lắm, nhưng ngày xưa tôi chơi Vinh Vinh Pro 9X. Vinh VIP Pro 9X thì đúng hơn. Ngày xưa tôi chơi còn thiếu lắm cần Vinh VIP Pro 9X. Mà đấy tôi chơi đến tầm 8 mấy tôi nghỉ rồi. Tối anh build phái gì á? Các bạn thích phái gì tối mình làm cho. Tối live đang hội tinh anh xong mình lại build cho. Mạnh dạn bán hai gói quà. Ấy à, kinh quá nhỉ. Nếu mà mua hai gói quà, anh em là cần mua gói hỗ trợ 699k thì vui lòng inbox về fanpage Fortnite điện thoại 2008 để mua nhá. Và hoặc là các bạn có thể bấm vào trang TikTok cá nhân của mình, kết bạn Facebook của mình để mình hỗ trợ các bạn nhá. Cái này là gói hỗ trợ mới dành cho các bạn nào muốn build nick để chơi. Anh gần lên 85 rồi này. Chào bạn Đức 0601. Có ai nhớ Thiếu Quyền Võ 2 Leon King không ạ? Trước chơi mỗi Evan Uy Long bị hack xếp tàng kiếm. Hello anh Pun. Nói rồi, hello đại gia Pun nhà 60 tỷ. Hello anh nhá. Làm gói chơi anh ơi. Làm thêm con cà ve nữa chơi cho chuẩn anh ạ. Không, anh Pun đầu tư cho bên Tống dàn setup mỗi con mẹ một quả uy tín như này thì bắn hết bên liêu anh ạ. Là mỗi con dương cung một set này có cả công sư một bà bắn thì ôi giời ơi luôn. Cảm ơn bạn Chuột Nguyễn. Chào bạn nhá. Ôi giờ này bạn Chuột Nguyễn đồn lên mình nhiều lắm. Chào anh em, đợi mình đào cho nó lên 85 cái. Mình ghét nhất là cái công đoạn đào này. Nó hơi lâu một tí. Được rất là nhiều mật tích rồi kìa các bạn kìa. Cảm ơn bạn Đình Trọng. Chào bạn cảm ơn bạn AB. Anh em có thể bấm giúp mình một like nhá. Tí mình build ngay mi đàn, mình đi mình đánh nhau thành nguyên chiến cho nó vui. Ngày xưa tôi ở băng hội đéo gì tôi quên mẹ tên, nhưng mà ngày xưa bọn tôi kinh lắm. Bọn tôi mà ghét thằng nào bọn tôi đấm thằng đấy thì thâm mắt. Đoàn đồng hay ô không, anh đã luyện mà tịch đâu em ơi. Anh đang cho lên 8 năm nữa. Gói này 699k bạn là MyPet đây bạn ơi. Bạn muốn mua thì liên hệ vào TikTok cá nhân của mình để mình hỗ trợ bạn nhé. Còn này bạn có thể lên Facebook tìm Võ Nam Hải Huyền Thoại 2008, mình đang livestream trên này. Và có thể xem nhé và mua trên đấy nhé.
Chào anh em trên Limo TV. Hello anh em. Đào cái này được 1.000 lần à bạn ơi? Đúng rồi, đào này được 1.000 lần nhá. Mình sắp lên 85 rồi đấy. Cái này bắt buộc là phải đào thôi các bạn ạ, chứ không đào thì không được. Ngày xưa Thiên Long của thương nghịch bó mẹ cả một quán nét. Đúng rồi, gói này các bạn mua nhá. Ui, được rất là nhiều mật tịch, tí nữa mình luyện mật tịch nữa. Được ba cái bát nhà lớn rồi này. À, được mấy quyển mật tịch này, tí mình luyện. Đáo này chiều lấy mật tịch với này lấy cấp mà. Để tí nữa mình đi mình luyện cấp nó thoải mái. Game này chơi trên điện thoại được không? Không bạn ơi, cảm ơn bạn LT0207 nhá. Cảm ơn bạn. Bạn nào nhắn tin qua Facebook cá nhân của mình thì có thể nhắn đi nhá. Mới vào Facebook thấy Vinh giờ lướt TikTok vẫn thấy Vinh. Ôi giời, sao lại tôi thấy tôi nổi tiếng thế nhỉ? Ông nào cũng biết tôi rồi. Còn danh vọng thì nó sẽ có sẵn cho các bạn luôn, các bạn sẽ nhận được 5.000 danh vọng, 5.000 sư môn luôn. Mình cũng chẳng biết là mình cứ kích bừa đi, mình thấy nãy giờ mình lên kinh nghiệm quá trời luôn. Mình ngồi một tí mình sắp lên 8 năm rồi này. Các bạn đợi một tí các bạn ơi, xong rồi chúng ta ấy mẹ cắn quả cuốc này lâu lắm. Đào quả này lên lâu lắm. Nhưng mà vẫn phải chấp nhận thôi. Gói này là 699k bạn nha, đang bán gói hỗ trợ này là 699k nên được cấp 85 và nhận một bộ xương môn 3, một bộ tở quang bạn nhá. Thiếu Lâm Quyền Mưu Quyết đã đang rẻ lắm bạn ạ, có mấy trăm vàng một cái thôi. Anh em mua nhiều mà. Cấp cao nhất server là cấp 87 bạn ạ. Chào bạn Phạm Anh Tuấn. Chào bạn Huy Quốc Trần. À, mình đang đào sâm để mình lấy mật tịch với lại lấy cây bát nhã này, lấy quân công, lấy kinh nghiệm nữa, sắp lên 40% này. Các bạn chạm màn hình giúp mình một like được không ạ? Buồn vãi. Vàng chắc tầm 15.000 một ca các bạn ạ. Đéo nào nữa. Đi luyện một tịch. Có quyền nào chưa nhỉ? Chúng ta tiếp tục cộng vào gân cốt. Thì ngày 1 tháng 10 các bạn mới mua được thì đúng rồi. Xong ấy. Trong ngày 1 tháng 10 là mua được rồi em ạ. Có quyền nào không nhỉ? 9 năm. Ok. Mình sẽ đeo quyền này lên. Đương nhiên server mấy trăm, mấy nghìn người chơi đương nhiên nó phải vậy chứ các bạn. Mình đi luyện mật tịch các bạn nhá. Chúng ta luyện mật tịch nhá. Bây giờ mình sẽ mua... mình sẽ mua tạm cho nó ít tu chân khoảng 20 quyển đi, 20 quyển cộng với lại 5 cái này nhân sâm. Ok mọi người để mật tịch nhá, bắt đầu này, các bạn sẽ cần cho nó 8 cái, bắt đầu rồi để xem quyển mật tịch này bao nhiêu nào, let's go. Anh không có voi, anh làm gì có voi. Các bạn có biết luyện mật tịch không nhỉ? 11. Đủ, má nó lên dòng 4 kìa. Quá đáng nha. Hello bạn. Đủ. Các bạn mua đại nhân sâm là nó sẽ luyện nhanh nhá. Cứ mua đại nhân sâm là nó sẽ luyện nhanh, luyện rất là nhanh. Cái này xịt thôi. Xịt trắng mắt luôn. Hello mọi người nha. Cấp 9-12. Cái này xịt trắng mắt luôn.
Các bạn có thể mua gói hỗ trợ giống mình, trị giá là 699k để các bạn có thể lên cấp 785 nhá. Mình đang luyện quyển này là quyển Thiên Hà Mật Tịch 9x mà có vẻ. Nga Mỹ Đà người ta luyện Thiên Hà Tử Hà chứ luyện làm gì Chiêm Mỹ. Chiêm Mỹ cho mê tâm thôi. Một thành này. Tải game này sao vậy á? Các bạn truy cập vào z2huyền thoại.com hoặc là các bạn có thể truy cập vào trang TikTok cá nhân của mình. Nó sẽ có link tải game cho các bạn nha. Và có cả Facebook cá nhân của mình ở đây nữa. Hello các bạn trên Limo. Hello mọi người. Mua cuốc các bạn bấm vào cái quyển Tiếu Ngạo Giang Hồ, nó sẽ có cái dòng bán cuốc ở đây nhé. 10 vàng một cái. Nào các bạn mua gói hỗ trợ thì nó sẽ có cuốc sẵn luôn. Luyện Tử Hà. Thì là quyển nào nó cũng vậy thôi, dòng nó cao là được các bạn ạ. Tôi chả quan trọng là quyển nào. Hello mọi người. Mạnh huyền thoại để các bạn có thể đổi nhiều thứ lắm. Các bạn có thể đổi thú cưỡi này, đổi trang bị sư môn 3 này. Đấy, các bạn thích đổi thì các bạn đổi. Cấp 19, 21, quyền này xịt trắng mắt rồi. Quyền này có tương lai không các bạn? Quyền này có tương lai không ạ? Trong đây còn cày chay không anh? Có em nha, em thích cày chay em và em cày vẫn được. Nhưng mà em sẽ chậm hơn các bạn một tí thôi. Nếu em biết cách cày thì không sao. Em nạp tiền thì em trồng bắt đã lớn bán đất lãi mà. Hai phụ lục. Còn sớm mà các bạn. 23, 25. Ôi, nó nhảy 2% kìa. Nó nhảy 2% kìa. 24, 26, 25, 27. Chắc gì người ta cho bạn là bạn lấy. Khổ. Hello các bạn, chào mừng quý vị và các bạn. Hello, ôi giời ơi, 35-35 vẫn được nha. Bỏ quyền này đi á. Từ anh em vội làm gì. Tôi sẽ mua máy tính. Ok. Anh ơi, em cấp 70 muốn mua quốc đào sâm thì được không? Được bạn ạ. Và sẽ cài bản này về chơi. Ok bạn Ngọc Sơn, không, hello bạn. Quyền này 38-39 vẫn luyện được mà. Quyền này khả năng vẫn được. Chỉ cần tầm 86% là được. 85% được rồi. Không cần 86. 4 phụ lục tỷ lệ lạp là 100.000. Được 2k4 kim phiếu tiêu nhòe mồm luôn. 2k2 kim phiếu tiêu nhòe mồm luôn. Các bạn cứ yên tâm. Ừ nó chưa lên các bạn. Chắc nó chưa nhảy đâu. Chắc tí nữa. 38-39. Thường thường thì mấy quyển này nó dễ xịt lắm. Game này game gì em trai? Để anh tìm hiểu. Game này là game Võ Lâm 2 huyền thoại bạn nhá. Anh nhá. Võ Lâm truyền kỳ 2. Võ Lâm 2 huyền thoại. Các bạn có thể lên Facebook tìm Võ Lâm 2 huyền thoại 2008 nhá. Game tuổi thơ một thời. Hello anh em. Anh em biết giỏi thế nhỉ. 42.
44, 43. Quyển này tương lai mà các bạn. Muốn chơi thì phải tải về đúng không các bạn ạ? Các bạn phải tải game về nhá. Ôi các bạn ơi. Hello các bạn nha. Chiều nay mình không được đánh chiến trường mà mình phải build nick cho bạn xem này này. Chắc tí nữa mình sẽ đi tàng kiếm bên nắng. Mặt tịch đào sâm nuôi rồng ra đào sâm con ra đầy cho không ai lấy thường có cho không ai lấy đó nhưng mà các bạn ấy chảnh các bạn không lấy được quần đều đâu lấy quần xịn cơ mua gói đó đâu á các bạn có thể nhắn tin vào trang TikTok cá nhân của mình nó sẽ có link tải game và link fan Facebook cá nhân của mình và link fanpage luôn các bạn cứ vào đấy nó sẽ có đầy đủ nhá rồi các bạn mua trên fanpage võ 52 huyền thoại 2008. Còn ai đi làm nhiệm vụ Phượng Tường Oanh có nhá, có một đội cày thuê luôn. Phượng Tường là một cái nhiệm vụ béo bở mà các bạn. Anh em bấm giúp mình một like nào. Xin chào tất cả các bạn trên kênh Limo TV. Giờ còn chơi game này à? Có chơi, có chơi bạn ơi. Game này hơi bị đông người chơi luôn. Nếu mà các bạn chơi đỡ tốn tiền thì các bạn chơi cái kiểu khác. Vứt đi, vứt ra, em cho một rương sách. Tao thiếu gì tao đào một nút có mặt đầy em ạ. Đại ạ, anh mày có mặt đầy. Anh mày có thích lấy không thôi. Mày có cho anh cái gì ngon ngon thì cho anh cái trưởng lão chỉ hoàn được. Không cần thành các bạn. Thiên Hà không cần thành. Thiên Hà cần số rồi. 4955. Quyền này xịt mẽ rồi. Xịt vãi luôn đấy. Đây là Nga Mi Đàn các bạn nhá. Các bạn nhìn quả Nga Mi Đàn uy tín không? Các bạn nhìn này mà các bạn không biết Nga Mi Đàn à? Chào anh em bấm vào màn hình giúp mình một like không ạ? Anh em ơi, game của anh em 89X mà nhiều gì Genji ra này sao biết được? 30 triệu mua nick tướng là ngon ngon không bạn ơi? 30 triệu bạn mua được set tăng kiếm với nick tướng rồi, bạn cần mua mình giới thiệu cho. Phụ lục là 2. Phụ lục quyển này không tin tưởng lắm nhỉ? Yeah. Quyền này vứt mẹ đi rồi. Hứa cứ luyện xem được bao nhiêu. Nếu mà quá 86 thì vứt đi. Còn được 86 thì là cái ngon. Nhờ. Chào bạn Gia Bảo. Solo với tà độc không? Sợ gì đánh hết. Nay vừa 83 rồi. Em ơi nếu mà những cái nick mà em tạo từ trước thì không được đâu. Những cái nick mà bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 10 thì mới được em ạ. Ác Thiếu Lâm bao nhiêu ạ? Ác Thiếu Lâm thì nó cũng 699k thôi. Em và em tạo nick, em tự chơi, em tự đặt tên nhân vật của em nó vui hơn. Em đi mua lại thì có những cái nó bất tiện. Tức là nó sẽ không được theo ý của em. Địt mẹ 5866. Chào bạn Trung Nguyễn, chào bạn. Thôi mình cứ cố chấp mình luyện đi các bạn. Bạn làm clip hướng dẫn luyện Thiếu Lâm Quyền thì tối nay mình edit xong các bạn nhé. Chứ bây giờ thì nói thật với các bạn nó hơi khó. Server, đây là server. Server Hợp Long các bạn ơi. Các bạn lên trang chủ zik2huyentoại.com, chọn phần tải game. Nó sẽ có hướng dẫn đăng ký tài khoản ở đấy nữa. 6968. Vẫn còn 8%. Mình chỉ xin cái này 86 thôi nhưng mà nó lại không được phụ lục. Mẹ chẳng nhẽ bố mình đi luyện nhanh nó đỡ tức các bạn nhỉ. Chẳng nhẽ đi luyện nhanh nó đỡ tức. À, gói hỗ trợ này nó sẽ đây này. À, sẽ nhận được 1000 quốc đào sâm khóa, 1000 bánh thường, 500 nhân sâm vận năm khóa, 300 quân công lệnh. 5.000 điểm danh vọng sư môn và một bộ trang bị tử quang vàng cộng 4 gồm có áo, nón và mũ. Xin lỗi, áo, nón và quần. Một bộ sư môn 3 cộng 4 gồm có một cái vũ khí và 3 món nón, áo, quần. 76. Vẫn được các bạn ạ. Khả năng quyền này vẫn được nhé. Quyền này vẫn được. 79, 70 vẫn được mà. Quyền này được 90. Nhưng vấn đề nó đéo nhảy phụ lục đây này. Cái vấn đề quan trọng bây giờ nó đéo nhảy phụ lục đây này công này. Cái thế nhỉ. Nó không nhảy phụ lục.
70, 79. Nó vẫn còn 9% cơ mà. Mua thiếu lông quyền mà đánh bạn. Mua thiếu lông quyền mà đánh. 30 triệu mua thiếu lông quyền được. Gói đó là 699k bạn nhé. Bạn có thể nhắn tin vào Facebook cá nhân của mình hoặc là nhắn tin vào TikTok cho mình cũng được để tí mình check cho. Hoặc là bạn lên Facebook bạn tìm Võ Lâm Hai Huyền Thoại 2008 hoặc là bạn lên trang web gkhuyenthoai.com, trong đấy nó sẽ có phần fanpage. Nhá. Yeah. Thôi chết rồi, xin mất 10% rồi. Cơ hội cuối cùng 81 71. Trong TikTok cá nhân của em có mà anh Giai ơi. Để mình tìm, để mình hướng dẫn các bạn tìm Facebook của mình nha. Đang đông người thì tiện thể mình hướng dẫn các bạn luôn nhá. Kệ mẹ áo luyện là bao nhiêu luyện các bạn ạ. Ok. Hướng dẫn các bạn tìm Facebook của mình nhá. Các bạn nên trang chủ zx2huyền thoại.com này. Các bạn này, zx2huyền thoại.com nhá. Bạn bấm Enter, nó sẽ lên trang chủ. Được chưa? Các bạn bấm vào phần tải game. Này. Đéo lag đâu mà do em thôi. Bấm vào phần tải game. Đấy. Nó sẽ có phần là link tải game dung lượng 1.9GB ở đây. Ok chưa? Bấm vào đây. Còn các bạn muốn tìm fanpage để mua gói hỗ trợ đúng không? Bấm vào đây. Bấm vào cái tin nhắn. Các bạn bấm vào bắt đầu chat cũng được. Các bạn có thể sử dụng Messenger hoặc là vai trò khách. Messenger cũng được. Đấy. Hoặc là các bạn bấm vào dấu 3 chấm. Các bạn chọn truy cập Facebook. Thì nó sẽ có Võ Lâm Hai Huyền Thoại ở đây. Nó sẽ ra cái fanpage Võ Lâm Hai Huyền Thoại. Các bạn chỉ cần tìm Facebook Võ Lâm Hai Huyền Thoại đây. Đây là trang fanpage Võ Lâm Hai Huyền Thoại của chúng tôi. Ok chưa? Các bạn lên đây tìm Võ Lâm Hai Huyền Thoại 2008. Nha, các bạn nhắn tin. Để tôi chuyển đổi vai trò. À, đây là link Facebook cá nhân của tôi. Facebook Thành Vinh. Thành Vinh, 1,8 nghìn bạn bè. Được chưa? Được chưa? Rồi, các bạn còn thắc mắc gì không? Tôi xin phép là tôi đổi sang màn hình kia. Không, tí TikTok đấm cho tôi vỡ mồm. Rồi chúng ta quay lại với con ngai bây giờ xem nó luyện đến đâu rồi. Cấp 98, 84% kìa. Cày không rồi chứ. Đấy nha các bạn, cứ làm theo hướng dẫn của tôi nhá. Có cốt không? Có cốt anh ơi. Có cốt anh ơi. 84, 83 kìa. Cày thế nhở. Quyền này vứt đi rồi. Quyền này được có 2 phụ lục thôi. Xịt toàn tập luôn. Cày thật. Cày thì cũng phải chịu thôi các bạn. Chưa biết làm sao được bây giờ. Cái thì biết làm sao bây giờ. Cái thì biết làm sao bây giờ các bạn. Chín chín tám tư ạ. Cái này xịt rồi. Thôi chúng ta đi luyện quyền khác. Kiếm con học giỏi mà chơi á. Đi đào kiếm quyền mà tịch nó ngon ngon tí. Quyền này là quyền 6-7. Mẹ toàn sách đều thôi các bạn. Quyền này là quyền 5-7. Quyền này 7-6 vai mà tịch thể. Thì không có một quyền mà tịch nó ra hồn một tí. 8-8 ừ, chơi quyền tự hào này cho nào. Luyện lại. Luyện chim min ngay bây giờ. Luyện chim min là mẹ gì. Chim min ngay bây giờ luyện nó đen lắm các bạn ạ. Chim min chỉ luyện cho ấy thôi. Cái này tôi sẽ để cho mấy con thiếu lâm. Ông nào xin tôi cho thôi. 7, 8, 7, 9. Cái này cho thiếu lâm trượng.
7, 8 nữa cũng chán thu ấy. Bao tay. Tám chín rồi, luyện quyển 89 thì thử anh nhé. Chúng ta luyện tiếp, mẹ quyển này không ra hồn thì thôi đấy. Ok, chúng ta lại mua cho nó khoảng 20 cái tu chân. Hello anh em, xin chào anh em. Anh em là muốn mua thì liên hệ về fanpage Võ Lâm Ai huyền thoại 08 để mua anh em nhá. 10 11. Đúng rồi, hết xui hết thôi công ạ, à. Không phải cái nào cũng lên đâu. Công hiểu không? Phát nào cũng vậy thôi. Xin chào anh em, xin chào tất cả anh em. Không, server này tôi khuyên các bạn lên luyện nhanh xịt đi quyển khác. Tại vì server mình có quá nhiều mặt tịch rồi. Quyển này lại lên dòng 4 này, dòng 3 lại đéo lên không? Đều thật đấy. Mình đang bảo mình đào ít sâm, mình lấy ít mặt tịch nữa, hết mẹ mặt tịch rồi. Chỗ này toàn ấy thôi, cần thiên hào tử hào thôi chứ. Chỗ này có quyển nào ra hồn đâu. Quyển 78 này, quyển 65 này, 88 này, được quyển 88 này. 67, 77, 67. 65 này vứt mẹ đi. 76. Không còn thua. À, mũ ác các bạn muốn nick thì các bạn làm theo hướng dẫn của mình vừa rồi nhé. Các bạn lên trang chủ zik2huyền thoại.com. Cảm ơn bạn Bùi Gia Thuận đã donate bên Facebook cho mình nhé. Cảm ơn bạn. Hôm trước em luyện một quyển 96% hai vòng thì nên làm gì á? 96 thì em ép Dương Tam với đoạn thủy là được. 17, 17. 18, 18. Ôi trời ơi. 19, 19. Anh em nào chưa follow thì follow giúp mình một cái nhé các bạn nhá. Bỏ đi bạn. Từ từ để xem nó bao nhiêu anh em. Nó không lên phụ lục cơ, nó lên phụ lục đánh là còn đỡ mệt. Bỏ tiếp à? Lại phải bỏ tiếp à? Các bạn bấm vào trang TikTok cá nhân của mình sẽ có link Facebook của mình nhá. Link tải game các bạn lên đấy để mua nhá. Mua link trên đấy thì sẽ có nhiều người bán. Thiếu gì đâu. Em ơi đừng nghiện nữa. Nhà mình còn gì đâu. Lại xịt rồi. Rồi. Tức thế nhở? Sao có yêu quyết? Yêu quyết các bạn mua lại của dân cày hoặc là các bạn đổi. Thiếu gì? 25, 24. 26. Hai bảy. Cái này chắc vứt đi thôi. 28, 28 mà giờ. Thôi bỏ bỏ bỏ, cái này vứt. Đổi quyền thứ hai. Đéo luyện lên nữa các bạn. Các ông ơi, theo tôi đào lúc nữa cho nó thêm mặt tịch chứ ít quá không ạ? Ít mặt tịch không đủ luyện. Để tôi đào lúc nữa cho nó thêm ít tí mặt tịch không nhá, chứ ít quá. Các bạn công nhận không? Đào thêm tí nữa. Đào thêm tí nữa thì lấy thêm ít mặt tịch nữa để luyện. Ít quá. Các bạn ok không? Đào thêm ít nữa lấy thêm mặt tịch mà luyện chứ ít quá. Cảm ơn bạn 999 đã chia sẻ video giúp mình. Chào các bạn trên Nemo TV. Được quyền mẹ, được quyền chim y bao giờ.
Ngay biển bằng Mew tầm 699k bạn ơi. Ác nào cũng thế thôi. Nó chung một giá mà. Tải game trang nào anh ơi á? Ở trang này luôn. Zik2huyền thoại.com bạn lại ơi. Đúng rồi, được 11 ô đủ chơi rồi. 208 cần vậy thôi mà. Cần thì nhiều. Auto thì nó sẽ nhanh hơn. Được quyển đấy, được thêm sách nè, ngon chưa? Được bao nhiêu phần trăm nào? 97 luôn. Bảy tám à? 76 à? Vứt 89 thì để lại, 79 thì đi cho. 5644 à, vứt. Con nào lấy ra tôi cho nhá. 7557 vứt. 86 ở lấy luôn. Rồi chúng ta sẽ đào tiếp kiếm một ít. Đúng rồi, vẫn hai anh em nhé. Em xin lỗi gang TikTok, em không cố ý đâu, canh đừng bóp tương tác của em. Mình sẽ đào nhanh các bạn nhé, mình đào nhanh để mình lấy mật tịch. Lấy mấy quyển mật tịch đào luyện nó mới sướng. Nãy chờ tí là lượm được rồi, các bạn ra mà nhộm. Tôi vứt hết đi mà, mấy quyển chỉ số thấp tôi vứt hết. Ra mặt tịch đi. Đào cái này mua gói mới đào được hả sếp? Các bạn mua cuốc các bạn đào vẫn được, không nhất thiết là các bạn phải mua gói. Nhưng mà mua cuốc thì mua gói nó sẽ toàn diện hơn, nó có đồ sư môn, nó có đồ tử quang, nó ngon hơn. Kiểu là thế. Không bạn ơi, cốt đấy chỉ có cốt tần thủ. Cái này là gói cho người mới. Đồ tàng kiếm các bạn nên mua lại của anh em dân cài. Lại được một quyển tứ linh này. Tứ linh 78. Mình được có 5 cái bát nhẹ lớn thì ăn thua cái gì. Vinh ơi dùng auto gì á? Auto set đây. Mình vẫn dùng auto set mà. Chứ đào tay ba hết mẹ thanh xuân. Trời ơi. Tại sao lại có thể dùng tay trong khi auto nhà mình miễn phí vậy nhở? Có cốt cốt nhân vật cũ thì chỉ có cốt tân thủ thôi. Cốt băng hội tiếng Anh thôi chứ còn. Mà băng hội tiếng Anh rồi nên chắc là không có cốt. Được quyển Chimmy này. Chimmy 9 luôn. Cần gì bây giờ nó cho sẵn luôn rồi. Nó cho sẵn 5k danh vọng rồi. Cần gì phải cày danh vọng nữa. Cày sư môn nữa. À các bạn muốn ủng hộ mình nhiều hơn thì có thể bấm vào giỏ hàng như TikTok Shop trong trang cá nhân của mình nha các bạn nhá. Trong đấy nó sẽ có giỏ hàng. Mua ủng hộ mình được. Giờ nhà mình bán đẹp lắm. Cảm ơn các bạn. Mình đang đào mình kiếm mấy quyển mật tịch mật điếc. Nó đeo ra này không ạ. Tức thế nhở. À đúng rồi, muốn tương tác nhanh là phải để quả này lên. Đấy. Nó không ra quả mật tịch nó mới cay chứ. Tôi cứ để 500. Cảm ơn bạn Vũ Khanh đã bấm follow giúp mình, cảm ơn các bạn. Lập trước 1 tháng 10 à? Đã được quyền thiện tự. Cái này bao nhiêu đây? 98, ôi ngon thế. 98 không ạ? Chứ đào tay lâu lắm.
tôi chả biết cài kiểu gì, nhưng mà tôi cứ cài tầm 3.000 mili giây đấy. Ừ, 98 ngày tương lai vãi lìn, đúng rồi. Chiếu ngay bên đàn các bạn phải luyện là một tịch cho nó cơ. Nó mới là khó. Thôi được rồi. Được có một quyền thì ăn thua gì. Thực ra ta thấy là nó vẫn được đồ mà, nó có mất đâu. Kệ mẹ nó mất. Vẫn nhận được điểm danh vọng sư môn mà, nó ích lên là nó ích lên 9k rồi này. Thôi rồi, thì cỡ tôi bấm chậm cho công vừa. Luyện nhanh đi đi à. Luyện nhanh hết xu rồi. Được một quyển. Được có 3 quyển. Được có 2 quyển 98 thôi. Quyển 79 này để cho Thiếu Lâm quyển này. Quyển 78 là cho Thiếu Lâm quyển này. Đấy, khó thế có đầy anh em lập team chơi nhá, đông người vãi chưởng. Đúng rồi, Võ Lâm 2 phiên bản 2.8 bạn nhá. Xin chào bạn. Đéo luyện nữa. Làm việc khác. Côn nôn luyện. Sâm này là sâm đéo gì các bạn ạ? Nên đi luyện các bạn ạ. Nên luyện xong vào tay nguyên chiến khịa nhau bọn nó được ấy. Cái này là quyển 88. Ba, bảy mười ba, 14. Cái này ngon không các bạn? Cái này ngon không nhỉ? À, các bạn lên Facebook tìm Võ Lâm 2 huyền thoại 2008 nhá, hoặc là vào TikTok cá nhân của mình nó sẽ có 914. Luyện ngay bây giờ khó quá các bạn, khó kinh khủng luôn. Không phải luyện một tiếng là xong con ngài bài giảng đâu.
Nghe bây giờ dòng 4 đúng rồi, phải có dòng 4. Đừng đừng khen để nó tự nhiên. Vãi cả đái. Công tâm linh vậy luôn á? Công tâm linh vậy luôn á? Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình luyện mật tịch. Ai à, căng quá, luyện nãy giờ không lên không ai. Luyện nãy giờ nó không lên, nó đã 17, 18 rồi, vẫn còn 5%. Để công tâm linh vậy á? Eo ơi sợ thế. Eo ơi sợ thế. Tôi cần 4 phụ lục thôi, tôi cần 86 được, tiếp cần phải 85, không biết gì cả. Ây à, anh em uy tín vậy à? Ừ, chết tôi xịt rồi, chỉ cần bỏ một phát là nó xịt. Mộ quốc cả tiếu ngạo giang hồ bạn nhá. Cứ yên tâm sẽ xịt bạn ơi. Thôi đừng chù nhau. Chết rồi, mất đề xuất TikTok rồi. Đổi chủ đề gaming thôi. Nó đéo nó cho đổi chủ đề à? Cây nha. Không, đừng xịt các bạn ạ, đừng xịt. Em xin các anh đấy đừng xịt. Cấp 19 23 vẫn còn được 4%. Hay tư đúng rồi. Team có sẵn rồi mà, seven mình nhiều người lắm các bạn ơi. Nay mất mẹ đề xuất TikTok rồi. À chà chà, đang mua dương gia cung à? Mua đi tôi bắn chiến trường bạn này. Ông thấy tôi đánh thiếm trận có top ngay á? Bạn thì lúc nào cũng top rồi. Mẹ quyền này khó luyện thế nhở? Tức cười á, cho quyền một tính ngon ngon nào. Ôi giời ơi, lại một tịch trầm cảm mà đi ngủ bây giờ đấy. Học hành thế này chết. Học thế này là chết được không ạ? Tôi điên mất, học vừa chạy. Nói chung là ạc hết được chấm thì hơi khó thương lượng đấy. Trời ơi, mặt vừa chạy tịch. Ôi giời ơi, mặt tịch kiểu này thì chết. Nữa hả? Cái gì đấy? Ba lăm ba chín, ui giời ơi! Đéo chơi game đi ngủ này. Tức đéo chịu được. Đi mèo có cái mặt tích nó cứ xịt lên xịt xuống ơi. Trời ơi. Ủa, quá là quá đáng rồi vừa thôi. Học dốt quá đáng thực sự các bạn. Đi nó mất mất 4%. Trời ơi là rơi. Các bạn nhớ bấm follow mình để tối nay mình live băng hội tiếng Anh các bạn xem nhé. Hello các bạn, chúc các bạn xem sờ chim vui vẻ. Địt nhẹ cày thế nhỉ. Thôi lấy dòng 4 các bạn. Nó không nhảy phụ lục luôn à. Mày đang trêu bố mày à. À ba phụ lục này, ôi tôi quát phát nó sợ không ạ. Nó ba phụ lục rồi. Địt, nó tôi quát phát nó sợ luôn đúng không ạ. Mày có nhảy 4 phút lục không? 4 bảo mày. Hả?
Mày có biết bố mày ai không? Mày có nhảy 4 phân lục không? Đi đâu nhảy các bạn? 42 ấy, 5%, 43. Tôi quát một phát nó phải sợ không không? Mà có nhảy 4 phân lục không? Tao còn biết nào. Tao còn luyện quyền khác. Quyền này không lên được á? Các ông phải tin nó một tí chứ. Quyền này lên đấy. 3 phụ lục rồi. Trời ơi, 86% thôi à, tao mừng rồi. 3 phụ lục được, tao chơi game cần vậy thôi. Tao tao đá cho mấy thằng trong tài nguyên chiến đã trầm cảm luôn cho mà xem. Ơ ô la la đừng. Tức quá vỡ mồm. 45 vẫn 5%. À thật đấy. Đúng rồi. Đương nhiên Kono nó là tiên cảnh đấy các bạn. Nghe âm thanh là biết rồi đúng không? Nó như một cái tiên cảnh vậy các bạn ạ. Tí vào đấm nhau thành nguyên chiến là nó vui ngay. Từ rồi nó xịt luôn rồi. 6% rồi. Còn mẹ nó chứ. Cây thế nhở. Các bạn thích nghe nhạc cái gì? Ok, thích nghe tôi bật cho. 4 phụ lục này. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, 4 phụ lục này bà con ơi. Ôi trời ơi. Con thở là con gỡ anh em ơi. Nó nghe tiếng lòng của tôi rồi. Con thở nó còn gỡ không ấy. 4 phụ lục rồi. Anh em follow giúp mình cái nha. Anh em vào sau follow giúp mình nào. Trên 80 rồi. Biết là trên 80 rồi. 53 bẻ 7% rồi. Có vào một tí xung môn đâu. Hello anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại Bình Nguyên Vô Tận. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Võ Mai Huyền Thoại và chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Luyện Mật Tịch cùng với Vinh Vật Vờ, Vinh Đen như cái quần què vậy, 90% rồi. 5 năm, 6 năm rồi, ôi thôi thôi rồi, thôi xịt mẹ nó rồi. Tiên sư bố nhà mày. Mẹ mày 8 mà xuống 86 rồi, bố mày nhai đầu mày ra. 89 rồi. 58. Cảm ơn bạn LT0207. Anh em donate nhiều đồ quá. Các bạn ơi, các bạn chấm vào màn hình giúp mình một cái đâu ạ, để mình lên tương tác cho nó lên view cái. Các bạn TikTok thôi, đang còn mấy chục bạn thôi. Chấm màn hình giúp mình cái, bị TikTok nó bóp rồi. TikTok nó bảo like mình like, mày live stream nhiều quá rồi mình like đi thôi. Các bạn chấm vào màn hình giúp mình một like đâu ạ. 6958. Ai ơi, điên mất thôi. Tiền sư nhà chúng mày. Chết tôi mất thôi các ông ạ, cay thế nhờ. Các bạn chấm màn hình cho mình một cái nhá. Cảm ơn anh em. 58, 59. Ôi trời ơi, 4%. Tôi vẫn còn hy vọng vào một tương lai xa vời. Xịt rồi, đừng 4 phụ lục, đừng có xịt. Mẹ tức chơi mà ngay bây giờ 10 ô bây giờ đấy. Hello anh em nhá. Chào các bạn trên Top Top. Chào các bạn trên Limo TV. Chào các bạn nhé. Sáu tư bảy bảy sáu tư sáu năm. Tôi chết tôi rồi, lại xịt rồi. 85 được các bạn ạ, 85 được, mất 15% được. Ít cái mẹ nó chứ. Con thở là con gỡ anh em ơi. Con gỡ được. 85 4 phụ lục cũng được. Nhưng mà đừng 84. 84 là nhục lắm không hiểu không.
Các bạn chạm vào màn hình giúp mình một like đi các bạn ơi. Chạm vào màn hình giúp mình một like để nó lên view nào. Các bạn cứ chạm đi, chạm nhiều vào. Chạm nhiều vào anh em ơi. Chạm vào lỗi nhớ vu vơ. Chạm đi các bạn ơi. 79 rồi. Chết tôi rồi. Các bạn chạm vào màn hình giúp mình một like nào các bạn ơi. Số tao số 7 rồi. Chết rồi. Như nào? Hỏi lại xịt phát nữa. Xịt rồi, toang rồi. Nó mất 17% rồi đúng không? Không, cái này ô dạ đề cũng được. Cái này nếu ô dạ đề lấy ô dạ đề quyền này cũng được. Cày thế nhở. Còn 2 quyền 9 nữa. Mẹ tức đi ngủ bây giờ đấy. Tức thật sự luôn đấy. 9. Thôi vứt. Chim cút 97 nhá, đổi quyền 97. Giáo đứng đây nữa các bạn, đổi chỗ khác. Nguyện quyền khác không ạ, đổi chỗ khác đi. Đèn lắm vậy thôi. Anh em nào chưa follow, bấm vào màn hình follow giúp mình một cái nhá. Chào bạn Mạnh Nguyễn. Mày đừng theo tao nữa. Dính 2. Ít mẹ, để mình ban nick thằng củ lờ này. Mày kéo server sang. Có cái server tên là Z Highland gần à, để tôi ban thằng ra khỏi server tôi đấy. Thích nhờn à. Cảm ơn bạn LT0207. Chào anh em nhá, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tối nay có bảng hội tiếng Anh đấy, các bạn nhớ xem nhá. 4-10, 6%, 5-11. Chơi Nga Mi Đàn nó khổ lắm không ạ. À. Chơi được con Nga Mi Đàn nó phát trầm cảm với nó luôn đấy. Vinh 80% mà thôi, nhục lắm. Các ông đừng trêu tôi nữa. Các ông hiểu không? Quê mấy lìn nữa. Cái này có tương lai phết cơ nhỉ. Để tự nhiên coi tí 4 phần lục 86%. Ok. Để kiếm mác. Bạn nhắn tin Facebook cho mình đi LT ơi. Thì mình kiếm cho đầy, nick đầy. Bạn cứ nhắn tin cho mình nhá. Sau tí mình tìm cho. Hay mình luyện nhanh quyển này các bạn nhỉ. Hay đi luyện nhanh phát đi. Biết đâu bất ngờ đôi ta lại rời xa nhau. Cay lắm. Ít mẹ nó lại xịt tôi. Đéo à, đi luyện nhanh. Mày chúng mày. Bố mày cày bố mày luyện nhanh. Dự đoán nào chúng ta đi luyện nhanh. Đéo luyện chậm nó tức lắm rồi. Nhà 400 xu đéo đủ luyện. Để tôi long nick tôi giao dịch xu không ạ. Không được, tôi luyện nhanh. Tôi vào nick nữa tôi luyện. Đã thế tao đi luyện nhanh. Đéo nữa. Các bạn nào muốn mua gói hỗ trợ lên 85 thì vui lòng inbox về fanpage nha.
Tôi sẽ giao dịch cho con này để nó luyện nhanh. Nếu nó cá sun nữa. Địt mẹ mình ngáo à. Trầm cảm mẹ luôn mà tính nhất quần què ấy. À hình như con này trong rương nó có nhiều mật tích lắm, để mình lấy. Rồi. Các bạn mua cho mình mỗi loại 15 cái, 15 cái một lần. Các bạn lốt nhá. Lốt luôn. Các bạn mua cho mình 10 cái tu chân. Rồi đến là 699k bạn nhá, bạn tôi có cái ý kiến này hay hơn. Nốt phát này đi ngủ không ạ? Không lên thì thôi ta đi ngủ đấy. Tức lắm rồi. Game quần thì toàn hành nhau thôi. Nất cái nhạc này đi. Chúng ta chơi nhạc này nó mới chill này các bạn hiểu không? Nhạc này nó đỉnh này, các bạn biết nhạc gì không? Các bạn biết nhạc gì không? Nó là nhạc này này, các bạn hiểu không? Con thở là con gã. Nào. Các bạn biết nhạc này là gì không? Con thở là cho con gã rồi không? Vừa là nhạc. Luyện nhanh mặt tịch chính. Chiu. Đi các bạn 61% mà. Ôi giời ơi, bán cho tôi viên thuốc hồi trinh. Ôi giời ơi. Đi là trầm cảm mẹ luôn. Đéo chơi game đi ngủ bây giờ đấy. Đi mẹ vãi lần ba hồ lập cho. Ôi giời ơi. Trầm cảm. Trời ơi. Tiếp tục cho ta luyện quyển khác nhá. Các bạn dự đoán này, các bạn dự đoán quyển này bao nhiêu? Các bạn comment xem quyển thứ hai bao nhiêu nhá. Tôi sẽ mua trước nguyên liệu. Mua thứ 15 loại. Các bạn dự đoán xem bao nhiêu nhá. Quyển thứ hai bắt đầu. Để mẹ quyển. Bố mình quyết tâm 40 lượng ngàn mì đàn. Các bạn đoán quyển thứ hai cho tôi xem nào. 84% 3 phụ lục. À, tại sao các bạn lại 84 nhỉ? Đoán cao cao hơn được không? Các bạn đoán quyển khác hay nào? Ôi ơi, tức thế. 71% 3 phụ lục ạ. À? Thôi, đi cầm mày. Các bạn đoán đi, các bạn đoán bao nhiêu phần trăm nào? Các bạn đoán xem bao nhiêu phần trăm nào? 71% 3 phụ lục lại công quá đáng mấy lìn. Chiu. Đi. Đi vào cây thế nhở. Thì chả trầm cảm luôn. Đi con mẹ ra lại con mẹ rồi. Chắc quyền cuối cùng. Bố mày chơi khô máu với mày luôn. Phụ nhà mày. Tan cửa lát nhà rồi.
ơi. Đúng không mà. Tức ghê á. Chín tám. Nốt quyền này ta đi ngủ. Đéo luyện nữa. Đéo chơi nữa. Nghĩa mà tức ạ. Mai đổi tên thành Vinh Nhọ thôi. Đéo bịp được chúng nó rồi các bạn. Rồi, quỳ lại nó phát các bạn ạ. Mình phải quỳ tắt là mình lại nó phát. Tao xin mày. Em vái nó cái các bạn ơi. Tao xin mày, tao xin mày. Tao xin mày. Dạ đứng gần, đứng gần, đứng gần vái nó phát các bạn. Tao xin mày đấy. Lên. Đéo chơi nữa. Đéo chơi nữa, nghỉ. Tối mai hội tiếng Anh các bạn nhá. Đéo chơi nữa. Cạc. Đéo chơi nữa, đéo lại mà tịch nữa. Đéo hiểu kiểu gì. Ai lùi. Ôi giời ơi, bán tôi viên thuốc hồi trinh. Đéo chơi nữa. Thuốc hồi trinh cũng đéo cứu được rồi. Đéo nữa. Cạc. Ôi giời ơi. Nghỉ không ơi, nghỉ 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 tối nay nhá, tối nay tí nữa tối nay bang hội tiếng Anh không nhá. Follow luôn. Ouais.